Hôm nay tiếp tục với chuyên đề lũy thừa của chúng ta, thầy sẽ dạy cho các con các cái phép tính để giúp cho các con có thể làm được thật là nhiều bài tập hơn. Mai mốt á, mình học đến lớp 6, mình thấy rằng wow, cái chương trình toán lớp 6 là thầy Cường đã dạy cho các con hết rồi. Còn các con nhớ mình chia sẻ cái bài học này đến cho các anh chị của lớp 6 luôn nha. Rồi, hôm qua thầy đã dạy cho các con một tính chất, đó là phép nhân hai chữ số, đúng không? Phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số nè. Chúng ta cùng nhau ôn tập lại nhá. Nhân nè. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Hai lũy thừa cùng cơ số. Phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số. À, chúng ta có công thức là gì nhỉ? A mũ M cộng nhân cho A mũ N bằng. Muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ lại với nhau. Đó. Muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số cho thầy và cộng hai số mũ lại với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục làm cho thầy các ví dụ nè. Ví dụ thầy cho các bạn hai mũ ba, thầy nhân cho 2 mũ 8, kết quả bằng bao nhiêu các con? Kết quả của thầy bằng bao nhiêu? A mũ m nhân cho a mũ n thì bằng a mũ m cộng n. Rồi bây giờ thầy có 2 mũ 3 nhân 2 mũ 8 thì kết quả của thầy bằng bao nhiêu nào? Bằng 2 mũ bao nhiêu? 2 mũ 11 hả? Chính xác, 2 mũ 11 là đáp án hoàn toàn chính xác. Hai, đây chúng ta nếu làm chậm hơn nó sẽ bằng 3 cộng 8 và bằng 2 mũ 11. 3 cộng 8 bằng 11, đúng không? Dễ quá nhỉ? Đây, 2 mũ 3 cộng 2 mũ 8 nhân 2 mũ 8 bằng 2 mũ 11. À, rồi, ok. Ừ, thầy giảng lại cho con nha. Muốn nhân, đây được gọi là lũy thừa. Đây được gọi là lũy thừa nha. Cơ số A, còn ở trên được gọi là số mũ. Đây được gọi là cơ số và đây được gọi là số mũ. Muốn nhân hai lũy thừa cùng với cơ số là A là A nè. Chúng ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ lại với nhau. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta có nè, đây là 2 mũ 3 nhân cho 2 mũ 8 thì bằng 2 mũ 3 cộng với 8. 2 mũ 3 cộng 8 bằng 2 mũ 11. Dễ chưa? Rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau làm ví dụ thứ hai coi. Thầy có 3 mũ 7 nhân với 3 mũ 6. Thầy đố các con biết bằng bao nhiêu? 3 mũ 7 nhân cho 3 mũ 6 nè. Lúc này chúng ta thấy rằng đây là hai lũy thừa nè, cùng với cơ số chưa? Cùng với cơ số là mấy đây? Cùng cơ số là 3, đúng không? Giữ nguyên cho thầy cơ số 3 và cộng hai số mũ lại với nhau nhá. 7 cộng 6 bằng, và đây là 3 mũ 13. Dễ chưa? Các con có thấy dễ không? Bạn nào thấy dễ comment xuống cho thầy chữ dễ nào. Đến một ví dụ nữa nha. Nếu mà thầy có 3 cái lũy thừa nhân với nhau luôn thì sao? 3 lũy thừa luôn nha. Đây, thầy có là 2 mũ 2 nhân với 2 mũ 3 nhân với 2 mũ 4 bằng. Đố các con biết bây giờ mình tính làm sao đây? Nếu mà nó tất cả đang là phép nhân hết mà nó cùng cơ số rồi á thì mình sẽ giữ nguyên cơ số và lúc này mình cứ cộng các cái số mũ lại với nhau thôi, đúng không? Giữ nguyên cơ số cho thầy nè, mình cộng lại các số mũ với nhau. 2 cộng 3 cộng 4, vậy thì ở đây thành 2 mũ 9. Rồi, các bạn của thầy siêu giỏi luôn á. Bây giờ thầy dạy cho các con thêm một bài nữa nha. Sẵn sàng không? Ví dụ thứ hai. Đây,
Giờ chúng ta sẽ có tính chất thứ hai chứ. Các con viết cho thầy tính chất số 2 nè. Vậy thì nếu thầy muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số thì sao nhỉ? Chia hai lũy thừa cùng cơ số, các con viết xuống nha. Viết bài thật cẩn thận xuống cho thầy nhá. Chia hai lũy thừa cùng cơ số. Chia 2 nè. Lũy thừa cùng cơ số nhé các con. Lũy thừa. Cùng cơ số. Giờ chia 2 lũy thừa cùng cơ số. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập nha. Sẵn sàng, sẵn sàng. Nếu thầy có ở đây nè các con nè. Thầy cho các con công thức đã. Thầy có ở đây là A mũ M nha, mà chia cho A mũ N thì bằng gì? Muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số. Ta giữ nguyên cơ số và lấy hai cái số mũ trừ cho nhau nha các con. Ta giữ nguyên cơ số và lấy hai số mũ trừ cho nhau. Đây, giữ nguyên cho thầy cơ số A và lấy M trừ cho N. Dễ không, dễ không? Giữ nguyên cơ số và lấy hai số mũ trừ cho nhau. Rồi, ok, ok. Muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và lấy hai cái số mũ này trừ cho nhau. Bây giờ thầy cho các con ví dụ nha. Ví dụ. Ví dụ đầu tiên, thầy có ở đây là 2 mũ 7 mà chia cho 2 mũ 3 bằng. Thầy làm cho các con một ví dụ đầu tiên nha. Sẵn sàng nè. 2 mũ 7 chia cho 2 mũ 3 thì ở đây sẽ là bằng 2 mũ 7 trừ cho 3 và kết quả bằng 2 mũ 4. Rồi, bạn nào đã hiểu được ví dụ đầu tiên của thầy rồi comment xuống cho thầy nha. 2 mũ 7 chia cho 2 mũ 3 thì bằng 2 mũ 7 trừ 3 và bằng 2 mũ 4. Hiểu rồi đúng không? Ok, cực kỳ tuyệt vời. Xuất sắc, xuất sắc. Rồi, ví dụ thứ hai coi. Các bạn làm cho thầy nè. Thầy có ở đây là 3 mũ 9 chia cho 3 mũ 2. Kết quả của thầy bằng bao nhiêu? Rồi, bây giờ muốn chia hai lũy thừa, đây được gọi là lũy thừa nha con nha. Đây được gọi là lũy thừa. Ở số ở dưới được gọi là cơ số, số ở trên được gọi là số mũ, giống như cái mũ của mình á. Số ở dưới là cơ số và số ở trên là cái mũ nha. Muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số là giữ nguyên cho thầy số 3. Và trừ hai số mũ cho nhau, lấy 9 trừ cho 2 cho thầy. Lấy 9 trừ 2. Vậy thì chúng ta có kết quả bằng bao nhiêu nào? 3 mũ 9 trừ 2 kết quả bằng bao nhiêu? Kết quả bằng 3 mũ 7 phải không? Dễ không? Siêu siêu dễ, 3 mũ 7. Các ba mẹ và các con nếu thấy bài học ngày hôm nay rất là hữu ích cho mình thì hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào nút quả chuông và chia sẻ cái bài học này để cho tất cả mọi người nha. Vì thầy biết rằng ai ai trong chúng ta cũng cần học tốt cho môn toán, yêu thích môn toán và yêu thích việc học của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.